Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay ở đây thì mình đang có một thiết bị sao 3 tầm trung đến từ Yamaha với mã đấy là IIS408. Với thiết bị này thì đây chính là cái sao 3 đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ MusicCast Surround. Tính năng đặc biệt này cho phép người dùng có thể thiết lập nâng cấp từ một chiếc loa thanh đơn giản với âm thanh Surround giả lập thành một dạp hát tại gia hoàn chỉnh sử dụng các kết nối không dây hoàn toàn. Bên cạnh đó thì Yamaha IIS408 cũng là mẫu sao 3 tầm trung được trang bị cấu hình tốt nhất hiện nay với những công nghệ rất đầy đủ như tương thích chuẩn hình 4K Ultra HD, công nghệ Surround 3D DTS Virtual X, tích hợp tính năng streaming kết nối đa phòng và tương tác bằng giọng nói với trợ lý ảo Alexa, và tổng công suất của nó mang lại lên tới là 200W. Và bây giờ để không mất thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp nó ra nhé. Và như các bạn đã thấy, mình đã mở hộp và lấy toàn bộ thiết bị bên trong thùng của chiếc loa Yamaha IIS408. Và nó sẽ bao gồm một loa thanh cùng với một loa subwoofer. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có một số phụ kiện đi kèm, ví dụ như là hai sợi dây để cung cấp điện cho thanh loa và subwoofer. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một điều khiển và một cái sợi dây quang optical. Về thiết kế thì đây cũng sẽ là một điểm nhấn của IIS408 khi mà nó sẽ có ngoại hình sở hữu đường nét tinh giản, sử dụng lớp vỏ kim loại sang trọng tương tự như các dòng sao 3 Project của Yamaha. Loa có bảng e-căng đúc kim loại kết hợp với bề mặt vỏ máy được làm từ nhôm phay xước tạo nên một thiết kế tinh giản theo phong cách minimalist, phù hợp với bố trí phong cách nội thất hiện đại lẫn sang trọng. Bên cạnh đó, với chiều dài loa chỉ là 110mm thì người dùng cũng có thể dễ dàng treo tường hoặc bố trí sao 3 IIS408 bên dưới các TV ngay cả ở những không gian hẹp. Bên trong thanh loa Yamaha IIS408 sẽ có 3 khoang độc lập chứa 6 driver, chiết đều ở hai đầu loa và bo mạch chính sẽ được phân bố ở vị trí trung tâm. Và tổng công suất đầu ra của Yamaha IIS408 như mình đã chia sẻ thì sẽ lên tới là 200W, được tích hợp subwoofer driver 160mm với kết nối không dây tiện lợi. Ở bên dưới của thanh sao 3 này thì chúng ta sẽ có thêm một số cổng kết nối như cổng HDMI in, HDMI out. Chúng ta sẽ có cổng network, các bạn có thể cắm những cái dây mạng LAN vào đây. Cổng optical, chúng ta có cổng analog, và ở đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái cổng USB, nhưng mà ở trên cái thanh loa này thì nó sẽ ghi là update only, tức là cái cổng USB này sẽ chỉ có một tác dụng duy nhất, đấy là dùng để update phần mềm cho thanh loa sao 3 IIS408, chứ nó sẽ không thể nào mà sử dụng để có thể đọc được những file nhạc từ USB các thứ, mà các bạn sẽ dùng kết nối không dây hoặc là sử dụng kết nối optical hoặc là HDMI để có thể đưa âm thanh vào trong cái thanh loa này và sau đó chúng ta sẽ tận hưởng. Không thể không nhắc đến hai tính năng rất mạnh mẽ khác của Yamaha IIS408, đó chính là hỗ trợ kết nối đa phòng cùng với hệ sinh thái các thiết bị hỗ trợ công nghệ Yamaha MusicCast và điều khiển lệnh bằng giọng nói với trợ lý ảo Alexa. Ví dụ mình có thể sử dụng giọng nói để có thể bật tắt hoặc là tăng giảm âm lượng của cái loa này, rất là hay ho đúng không? Với khả năng nâng cấp linh hoạt thì ban đầu các bạn sẽ chỉ cần mua duy nhất IIS408. Thời gian sau nếu như có nhu cầu nâng cấp thì các bạn sẽ chỉ cần mua thêm hai loa surround MusicCast 20 rồi mua tiếp loa MusicCast 50 để tạo thành bộ 5.1 để cả gia đình cùng nhau trải nghiệm những thức phim và tận hưởng những âm thanh sống động. Và tất nhiên sau khi xem phim xong thì mọi người vẫn có thể mang loa MusicCast 20 và MusicCast 50 về phòng riêng dùng một cách độc lập. Sao 3 Yamaha IIS408 được mình đánh giá là một trong những giải pháp hoàn thiện nhất cho những không gian như phòng khách, phòng sinh hoạt chung của gia đình. Người dùng có thể dễ dàng mở rộng đa dạng các nguồn phát, tương tác đa phòng với mô hình nhà thông minh kết hợp với điều khiển bằng giọng nói, và nhất là nó có thể mở ra khả năng nâng cấp thành một hệ thống home theater không dây hoàn thiện với một mức đầu tư gần như là không có đối thủ. Và nếu như bạn muốn trải nghiệm trực tiếp Sao 3 Yamaha IIS408 thì các bạn có thể tham gia sự kiện Headfire Show sẽ được tổ chức vào 2 ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2019 tại trung tâm 272 6 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Vé ra vào là hoàn toàn miễn phí, thế nên các bạn hãy tới và tham gia trải nghiệm nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những chương trình bốc thăm trúng thưởng và cũng như là những chương trình giảm giá cho những cái thiết bị âm thanh cao cấp. Và các bạn thấy sao về dòng sao 3 Yamaha IIS408? Xin mời comment để lại cái cảm xúc cá nhân các bạn ở phía dưới phần bình luận của video. Các bạn đừng quên để lại một like, share, bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.